này nó giống như là cái con cò vậy á, dở cánh ra bự lắm, giống như chuẩn bị đi vô bến tàu ferry. Chuyện này chiếc nhỏ thôi, chuyện này chiếc nhỏ siêu nó đang cập vô, chuyện này từ mấy cái Gulf Island nữa, mấy cái đảo nhỏ nhỏ thì nó chỉ có mấy chiếc nhỏ. Còn bây giờ lát tôi xuống là tôi đi chiếc bự, có village nữa, tại bây giờ xây chưa xong nữa quý vị. Trên đó là cái village mà đằng xây, ở đằng sau nó có cái nhà, nó chóng mẹ cho cái nhà ở đằng sau luôn. Chiếc phà nhỏ đang chuẩn bị cập bến. Khúc đó là tôi chuẩn bị vô khúc đó đó. Chỗ này là chỗ cái đường đi để mình đi vô. BC Ferry, cái cửa vô trong đó, đằng sau đó, cái trên đó, vô thì đi lên trên, đi xuống, xuống tới khúc đó đó, khúc đầu đó là tôi, cái đầu tàu nó vô đó, chỗ đó là tôi xuống, xuống tới đó đó, ok, tôi tắm lên, đang gặp bên. Nhìn trên núi quá đẹp. Sáng sớm nhìn còn đẹp nữa, nó mơ mơ mà màng. Nhìn trên núi thấy chưa? Phả vô. Trên núi còn tuyết không à? Đang quý vị. Đang điều đó, điều 2-3 năm nay rồi. Tàu đang cập bến. Ok, mình chuẩn bị xuống dưới đó đó. Bây giờ mình đi, bạn mình đi lụm hào. Mình đang lụm hào ở đằng đó. Mình lấy cái thông đi đựng. Đang nhập ở ngoài bãi. Nước nó xuống cái để đi nhập thôi, mọi người mua. Mấy con hào với lại mấy con sò nữa, sò thì không phải ở đây. Nó chỉ hào nhiều. Con nào thấy bự bự luôn à. Ngon. Quá trời, nó dính vô đá này. Quá trời luôn. Lấm. Ở cái gì không? Nè, lấy búa. Đại là sâu dính vô đá mà. Look man, there's a lot. Oh, oyster on the floor. Okay, I'm gonna have that.
đắp một hồ chưa tới 5 phút mới thùng rồi. Làm cái gì đó. Holy man. Đấy, ngon. Đọc lên đó. Kéo lên đó. Hào con bự không? Con tay à, đại ca. Ủa, con. Đây, hai con. Nghĩ đủ không chứ đủ mất kiến chất á. Đủ rồi. Đó, ngoài còn nó nuôi. Ok, để tí, rửa cái đó cái. Ok, vậy đi.